hội Hoa Kỳ được cho là đã công bố phiên bản dự thảo của dự luật về tê bồ côi, dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay. Bên cạnh đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng đang lên kế hoạch cho các đợt bán lượng lớn BTC tiếp theo, gây áp lực lên giá tiền điện tử lớn nhất. Ở một diễn biến khác, cộng đồng Pioneer tại Việt Nam đang đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện đồng thuận P314.159 đô la diễn ra tại Hà Nội. Tiếp nối loạt vụ hack xảy ra với tần suất cao gần đây, Hamdros Finance đã trở thành nạn nhân tiếp theo, thiệt hại hơn 7 triệu đô la. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Hamdros Finance trở thành nạn nhân của vụ hack trị giá hơn 7 triệu đô la. Do thức cho vay đa chuỗi Hamdros Finance đã đối mặt với một cuộc tấn công do một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên mạng Optimism. Trong một thông báo vào rạng sáng ngày 16 tháng 4, Hamdros cho biết họ đã bị tấn công với thiệt hại ước tính khoảng 7 triệu đô la. Đồng thời, cũng nhấn mạnh rằng hiện họ đã liên hệ với hacker và đang đàm phán với các nhóm bảo mật khác nhau để nắm rõ tình hình. Sau quá trình điều tra, công ty bảo mật blockchain Certix đã cho biết trong một báo cáo rằng kẻ tấn công đã thao túng tỷ giá hối đoái giữa mã thông báo ERC-20 và H-Token, một mã thông báo thế chấp có lãi suất của Hamdros Finance, cho phép họ rút nhiều token hơn số tiền họ đã gửi ban đầu. Theo Certix, thiệt hại ước tính của cuộc tấn công này là khoảng 7,4 triệu USD. Sau tin tức, token gốc HND của Hamdros đã lao dốc không phanh. Tính đến 15 giờ chiều nay, HND đang giao dịch tại 0,01885 đô la, mất hơn 45,7% giá trị trong 24 giờ qua. Elon Musk tiếp tục đưa ra cảnh báo về tiềm năng hủy diệt của AI. Trong khi những gã khổng lồ công nghệ trên toàn thế giới đang nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng sở hữu trí tuệ nhân tạo AI, để hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày, thì nguy cơ công nghệ non trẻ này trở thành một hiểm họa vẫn sắp xảy ra. Xem xét khả năng này, tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo mọi người về tiềm năng hủy diệt nền văn minh của AI. Bất chấp việc gần đây đã có nhiều tin đồn cho rằng Musk đang ấp ủ kế hoạch thành lập một công ty khởi nghiệp AI mới để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, vị tỷ phú này vẫn tiếp tục nhắc nhở về những mặt tiêu cực tiềm ẩn của AI khi công nghệ này rơi vào tay kẻ xấu hoặc đang được phát triển với mục đích xấu. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với F, Musk nói rằng AI có thể nguy hiểm hơn việc quản lý sai thiết kế máy bay hoặc bảo trì sản xuất. Đồng thời, ông cũng thừa nhận rằng điều này có xác suất thấp nhưng không tầm thường và nó có khả năng hủy diệt nền văn minh. Trái ngược với Musk, các doanh nhân công nghệ như Bill Gates vẫn lạc quan hơn về AI và những tác động tích cực mà nó có thể mang lại cho nhân loại. Quốc hội Hoa Kỳ công bố dự thảo dự luật stablecoin. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố phiên bản dự thảo của dự luật stablecoin mang tính bước ngoặt tiềm năng, với các đề xuất bao gồm lệnh cấm 2 năm đối với stablecoin được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác và yêu cầu nghiên cứu một loại tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương hay còn gọi là CBDC. Dự luật hiện có sẵn trên trang điều trần của Ủy ban, đại diện cho phần luật quan trọng đầu tiên về tiền điện tử sẽ được thông qua vào năm 2023. Đáng chú ý, theo tài liệu có sẵn, các tổ chức lưu ký được bảo hiểm đang tìm cách phát hành stablecoin sẽ chịu sự giám sát của cơ quan ngân hàng liên bang thích hợp, trong khi các tổ chức phi ngân hàng sẽ chịu sự giám sát của Cục Dự trữ Liên bang. Việc không đăng ký có thể bị phạt tù tới 5 năm và phạt hành chính 1 triệu USD. Bên cạnh đó, các tổ chức phát hành bên ngoài Hoa Kỳ sẽ phải đăng ký kinh doanh tại quốc gia này. Ngoài ra, dự thảo tiếp tục cho phép chính phủ Hoa Kỳ thiết lập các tiêu chuẩn về khả năng tương tác giữa các stablecoin. Đồng thời, cũng xác định rằng Quốc hội và Nhà Trắng sẽ hỗ trợ nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang về việc phát hành đồng đô la kỹ thuật số. Hashrate mạng Litecoin đạt ATH, tăng cường bảo mật mạnh mẽ. Tỷ lệ BAM hay còn gọi là hashrate của mạng Litecoin đã đạt kỷ lục mới, vượt qua hơn 700 TH trên giây. Đây được xem là một tin tuyệt vời cho cộng đồng Litecoin vì nó cho thấy tính bảo mật và ổn định của mạng được tăng cường khi mạng lưới tiếp tục mở rộng. Tỷ lệ BAM vốn đề cập đến lượng sức mạnh tính toán được sử dụng để xác thực các giao dịch và khai thác một khối mới. Tỷ lệ BAM càng cao thì việc tấn công hoặc làm gián đoạn mạng càng khó. Với chiều cao khối 2.457.435, tỷ lệ BAM của mạng Litecoin toàn cầu là 757,87 TH trên giây và độ khó khai thác là 25,41 triệu. Giá trị này được điều chỉnh thường xuyên, nhắm mục tiêu lại độ khó của khối để đảm bảo rằng các khối đang được giải quyết với tốc độ nhất quán. Một yếu tố có thể đã góp phần làm tăng tỷ lệ BAM của Litecoin là sự kiện halving sắp tới, diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Điều này sẽ làm giảm 50% số lượng LTC mới được đúc, đảm bảo chính sách tiền tệ nhất quán và minh bạch, đồng thời góp phần làm tăng giá trị mã thông báo. Theo dữ liệu từ CoinGecko, LTC hiện giao dịch tại 96,3 đô la, đánh dấu mức tăng hơn 20% trong 30 ngày qua.
Ngoài ra, vốn hóa thị trường của LTC cũng đã vượt qua 7 tỷ đô la. BTC đối mặt với áp lực trước thềm các đợt bán BTC của chính phủ Hoa Kỳ. Một báo cáo vào đầu ngày 16 tháng 4 của CryptoOne đã tiết lộ rằng có 4 mốc thời gian quan trọng có thể gây thêm áp lực bán đối với BTC, xoay quanh việc chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiến hành thanh lý lượng lớn BTC đã thu giữ được từ hàng loạt các vụ án công nghệ cao. Các mốc thời gian được đề cập là ngày 26 tháng 5, ngày 7 tháng 8, ngày 19 tháng 10 và ngày 30 tháng 12 năm nay. Theo báo cáo, lượng BTC nắm giữ của chính phủ Hoa Kỳ sẽ được bán thành 4 đợt trong năm, với mỗi đợt được bán sau 73 ngày. Đợt đầu tiên đã được bán vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Được biết, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ một lượng khoảng 41.491 BTC. Với số lượng đáng kể này, các đợt bán sắp tới dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Theo báo cáo, mặc dù không có gì chắc chắn rằng việc bán các đợt còn lại sẽ diễn ra đúng theo mô hình bán sau mỗi 73 ngày, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Việc chính phủ Hoa Kỳ bán những BTC này cũng không phải là dấu hiệu cho thấy lập trường của họ đối với BTC như một loại tiền kỹ thuật số. Thay vào đó, đây được xem là một động thái nhằm thanh lý tài sản để giúp tài trợ cho các chương trình khác nhau của chính phủ. Cựu Tổng thống Donald Trump kiếm được hơn 1 triệu đô từ việc bán NFT. Theo hồ sơ từ Văn phòng Đạo đức của Chính phủ Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã kiếm được từ 100.001 đô la đến 1 triệu đô la từ việc bán các NFT mang hình ảnh của mình. Thông qua thỏa thuận cấp phép giữa công ty của ông Trump CIC Digital LLC và INT LLC, công ty tạo ra bộ sưu tập NFT. Bộ sưu tập chân dung kỹ thuật số của ông Trump được phát hành vào tháng 12 năm 2022 và tất cả 45.000 NFT đã được bán hết trong vòng một ngày. Giá trị của bộ sưu tập đã tăng vọt trong vài tuần qua trước tin tức về bản cáo trạng của Trump ở New York. Theo dữ liệu từ CryptoSlump, dự án đã tạo ra doanh thu hơn 19 triệu đô la kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, trong tuần qua, số lượng ví nắm giữ Trump NFT đã giảm 13% xuống còn chỉ 208 ví. Bên cạnh đó, dữ liệu từ OpenSea cho thấy có khoảng 65% người chỉ nắm giữ một NFT, trong khi 23% nắm giữ từ 2 đến 3 NFT. Và một lượng ít ví chứa hơn 100 NFT của Trump. Ngoài ra, vẫn còn 1.000 NFT không được cung cấp cho công chúng và đang được giữ trong ví Gnosis Safe an toàn. Mặc dù trang web chính thức tuyên bố rằng không có khoản tiền nào từ bộ sưu tập được chuyển trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của Trump, tuy nhiên hồ sơ cho thấy ông Trump vẫn có thể kiếm được một phần thu nhập dưới dạng lợi nhuận cá nhân. Có lẽ cộng đồng Pi Network đã không còn quá xa lạ với trào lưu đồng thuận Pi với giá 314.159 đô la được khởi xướng bởi các pioneer đến từ Trung Quốc. Hiện trào lưu này đã được du nhập đến Việt Nam. Sáng nay, trên các diễn đàn Pi lớn, cộng đồng pioneer tại Việt Nam đã liên tục chia sẻ các hình ảnh về buổi gặp mặt và trao đổi hàng hóa Pi Network diễn ra tại thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, các hàng hóa trao đổi được đồng thuận lên đến 314.159 đô la. Tại đây, các hàng hóa được đem ra trao đổi chủ yếu là hàng tiêu dùng như thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu khác và được đồng thuận với giá dao động chưa tới 0,1 pi. Sự kiện trên đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng Pioneer tại Việt Nam bởi nó phần nào đã cho thấy Pcoin đang ngày càng chứng minh được giá trị của mình cũng như tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng Pi Network. Tuy nhiên, việc đưa Pi lên đến 314.159 đô la là mức giá không tưởng bởi theo một số chuyên gia điều này có phần vượt quá giới hạn về thị trường và bản chất kinh tế. Theo họ, việc hình thành giá từ cung cầu tất yếu của thị trường sẽ cho ra những giá trị bình ổn, nhưng nếu đồng thuận ở giá quá cao sẽ khiến mạng Pi gặp nhiều rủi ro và đi theo con đường mà các đồng coin khác đang đi, chịu ảnh hưởng lớn từ việc bơm xả và không đúng với tầm nhìn của Pi Network. Số lượng triệu phú BTC tăng mạnh vào năm 2023. BTC tiếp tục đạt được mức tăng ấn tượng khi bước vào quý 2 năm 2023, tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay. Sự gia tăng giá trị này đã làm dấy lên nhiều sự lạc quan mới về tiền điện tử, dẫn đến số lượng triệu phú BTC tăng gấp đôi. Tính đến ngày 16 tháng 4, đã có hơn 50.000 triệu phú BTC mới đã xuất hiện, nâng tổng số địa chỉ ví triệu phú lên 80.659. Theo dữ liệu từ bitinforchart.com, hiện có 74.550 địa chỉ khác nhau hiện đang nắm giữ số dư BTC trị giá hơn 1 triệu đô la. Ngoài ra, 5.708 địa chỉ nắm giữ BTC trị giá hơn 10 triệu đô la. Các con số này cao hơn gần như gấp đôi so với dữ liệu được ghi nhận vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Khi đó chỉ có khoảng 24.279 địa chỉ sở hữu ít nhất 1 triệu đô la BTC và 3.805 địa chỉ sở hữu hơn 10 triệu đô la BTC.
sự tăng giá gần đây của BTC có thể là lý do cho sự xuất hiện của nhiều triệu phú BTC mới. Bất chấp cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra vào tháng 3 và những tin tức tiêu cực xung quanh Binance, các nhà đầu tư vẫn đang nhắm đến BTC như lựa chọn đầu tư hàng đầu của họ. Thị trường tiền điện tử chiều nay chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,32 nghìn tỷ đô la, giảm 0,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin lùi về 30.317 đô la, giảm 0,4% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 2.092 đô la, mất 0,8% giá trị. Binance Coin trao đổi tại 335 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của CryptoLitVN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLitVN để vừa xem video vừa earn token CLV. Xin chào và hẹn gặp lại!